Gớt cái đất hay gì cả nhà. Ok, nằm kia cả nhà. Đây nè. Đó. Rồi mình xin chào cả nhà nha. Cái này mình đi thăm bẫy chuột nha cả nhà. Bữa nay mình đặt vòng vòng ở trong cái bờ hồ, trong khúc sau lưng đỉnh Tắng chỗ này nè cả nhà. Nó mình đặt dài dài mấy khu vườn bên đó đó. Với mấy cái dừa bên đây luôn nè cả nhà. Giấc này mới 6 giờ sáng. Rồi ngày mới mình mến chúc cả nhà được nhiều sức khỏe và luôn thành công cho công việc của mình nha cả nhà. Rồi mời cả nhà cùng đi theo mình thăm bẫy chuột coi có dính gì không nha cả nhà. Thấy trên cây dừa đó cả nhà, dính được một cái trên đó đó cả nhà. Ok nha. Rồi để mình lấy xuống cho cả nhà mình xem nha. Nè cả nhà, quá im thiệt đá cả nhà ơi, u nu luôn. Qua mình đặt cây dừa trên đó có con cái nữa cả nhà. Gớt cái đất hay gì cả nhà. Ok, nằm kia cả nhà. Đây nè. Đó. Thiệt đã gì cả nhà, dạng tươi rồi. Rồi, để mình thăm mấy cái kia tiếp tục nghe cả nhà. Trên cây dừa mình thấy dính được có con trên đó cả nhà. Đó cả nhà. Rồi để mình lấy xuống cho cả nhà xem nha. Dướng gì ta? Rồi, sức gà cả nhà. Đó. Dằn tươi thiệt đá luôn cả nhà. Quá êm. Rồi đặt trên đó cây đó có con cái nữa kìa. Đặt nó gớt cái đất hay gì à. Rồi rồi dính này kìa cả nhà. Đó.
quá đã. Thì mà cái lý cả nhà ơi. Rồi để mình thăm tiếp tục mấy cái kia nữa nha cả nhà. Trên cây này có con cải rồi nha, rồi nó dính đồng thòng rồi nha. Đó. Hơi dính đồng thòng, thòng mới chảnh. Rồi để mình lấy xuống ra cả nhà xem nha. Đó cả nhà. Vàng tươi thiệt đã. Trên đó dính được con trên đó đó cả nhà. Thôi cả nhà. Rồi để mình lấy xuống cho cả nhà mình xem nha. Thiệt ngon luôn cả nhà ơi. Đã thiệt. Đó, cà lý rồi nha. Quá im luôn. Mấy cái dừa trong đây nè, thấy cũng im lắm im. Ủa, dính được con à. Đây nè cả nhà. Con này nhỏ. Một xíu à, chục lứa. Kệ, có dính là được à. Cây trước thì còn có con cái nữa. Rồi dính luôn rồi kìa cái nha. Đó nó ngồi đó. Đây là cái nha. Đó. Rồi để mình lấy xuống cho cả nhà xem nha. Đó mình mới thăm ở đó dính được con. Đó. Quá im luôn cả nhà ơi. Trời ơi nó bự. Chuột nó bự, thiệt bự luôn cả nhà.
Rồi giờ lại đây một cái nữa. Quả mình đặt trên đó có một cái trên đó cái nhà. Nó rớt xuống nó nằm đó kìa. Nãy có mấy con chó lại nó hửi hửi. Đây. Chuột vàng tươi thiệt bự luôn cả nhà. Mình lại chậm chút nữa thay cái lồng đi mất tiêu luôn à. Nha, mấy con chó này nè. Nó chạy lại rồi cả nhà. Đó. Lại đây nó kiếm. Thiệt đã. Nó trên cây nè, trên đường cây trên đó nữa cả nhà. Nó cái nhà trên đó đó cả nhà. Rồi để mình lấy xuống cho cả nhà xem nha. Đó. Chú quẩy. Đi ra coi vô hồ. Thấy nó mà. Thấy cái vừa dằn vậy mà. Thấy gớt gì đó đó chú quẩy. Ừ. Con mới lại con lụm rồi. Dạ. Ừ, nãy thấy cái vừa dằn đó mà. Dạ. Nãy thấy mấy con chó lại nó hửi. Mới đi ra nó giòn giòn nó đó mà. Sợ nó cho xét lòng. Dạ. Nói trên đó dính đường còn nữa kìa cả nhà. Đó nó ngồi đó cả nhà. Đó. Rồi để mình lấy xuống cho cả nhà mình xem nha. Đó cả nhà. Nó mình lấy nó rồi. Thiệt đã. Rồi mình thăm cái này cũng hết rồi nha cả nhà. Rồi để về nhà mình quay lại thành quả cho cả nhà mình xem coi cái dính được bao nhiêu con nha cả nhà. Rồi đó mình thăm 7 xong hết rồi cả nhà. Dẹp cái nhà này. Nó lấy ra được nhiêu đây nè cả nhà. Nó được 2 4 5 6 7 8 9 10 ba con cả nha. À. Thiệt ngon. Giấu. Thấy chuột nó la dữ lắm. Thấy nó la dữ lắm. Rồi mình xin làm việc cho clip đi luôn nha cả nhà. Cả nhà xem clip mình thấy hay cả nhà cho mình một like và một đăng ký nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình nữa nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha. Làm gì vậy? Hả? Hả? Làm gì vậy?